Vâng xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Successful Stock Trader sẽ là một cái kênh youtube về hướng dẫn đầu tư chứng khoán cũng như là chia sẻ cái góc nhìn kỹ thuật của em đến với các anh chị nhà đầu tư để mang lại cái hiệu quả uh, đầu tư tốt hơn cho các anh chị thì uh, hôm nay là ngày uh, 20 tháng 10 thì trước tiên em xin được uh, chúc uh, các uh, quý chị em phụ nữ uh, Việt Nam chúng ta một uh, ngày 20 tháng 10 thật là trọn vẹn và luôn uh, thuận lợi trong công việc và cũng như là cuộc sống và riêng về chứng khoán thì uh, đánh mã nào thì lại mã đó ha rồi thì em sẽ đi vào cái uh, nhận định của VN Tech chúng ta ngày 20 tháng 10 hôm nay nó diễn biến như thế nào thì uh, các anh chị có thể thấy là hôm nay một cái phiên gọi là phiên rồi uh, <laughs> cũng có thể là xem là một cái phiên uh, rũ hàng đấy, tiếp tục là một cái phiên rũ hàng rút chân lên này thấy các anh chị thấy ha đấy như những cái những cái phiên trước đó vào tuần trước này thứ năm thứ sáu này đấy uh, hiện tại thì cái tâm lý uh, của chúng ta hiện tại đó nghĩa là vẫn chưa chắc là, là là, thị trường nó sẽ chỉnh sâu hay không đấy mà nó thêm thêm đánh giá thì là thị trường của chúng ta vẫn đang rất là tích cực khi mà những cái vùng mà phía dưới này này những cái vùng 940 đấy quanh quanh 935 940 thì cái lực cầu ở ngoài thị trường ấy em cho là cái dòng tiền đứng ngoài thị trường nhá giống như là cái dòng tiền mà họ chưa có mua mới đấy đấy đứng ngoài thị trường cái 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 lượng cầu của họ của những nhà đầu tư mới vẫn còn rất là mạnh đấy thực sự nếu mà các anh chị nếu mà mà, mà chúng ta mà chúng ta mà chốt hoặc là chúng ta cảm thấy mà lúc khi mà nó đè những cái vùng giá xuống như thế này này đấy sau sau khi mà nó nó đè vùng giá mà nó nó khiến cho các anh chị cảm thấy mà tâm lý sợ hãi muốn chốt ra ra hoặc là muốn bán ra cổ phiếu thì lúc sau nó lại nó lại xanh trở lại đấy nó sẽ khiến cho các anh chị phải rớt hàng và có cái tâm lý là phải mua đuổi lại, đấy không thì lại mất hàng. Đấy thì thì đó là cái tâm lý hiện tại của các anh chị nhà đầu tư chúng ta. Thì cũng như cái trong cái nhận định video cuối tuần của em ha, đây. Thì em cũng đã đánh giá là thị trường chúng ta sẽ quay trong cái biên độ đây. Đấy từ 947 này, à, Chắc phải 947 chứ không phải 946 đâu. 947 đấy cho tới 9 935 Đà, 947 cho đến 935 Đấy thì em nghĩ nó sẽ xoay quay trong cái biên độ này nó sẽ tích lũy ở đây ha, đấy thì bởi vì sao bởi vì cái dòng tiền thứ nhất là các anh chị muốn chốt lời thì chúng ta cũng cứ phải canh là những cái phiên nó xanh thì chúng ta hãy nên chốt lời còn khi nào mà nó đỏ thì chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta giữ hàng ha, có khi chúng ta những cái nhịp điều chỉnh ngắn trong phiên thôi nó cũng là những cái uh, khoảng thời điểm mà rất là tốt để các anh chị chúng ta có thể uh, mua gia tăng ha có thể là chúng ta có thể đánh theo cái phương pháp là 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 là, là t cộng ấy uh, t cộng không à, t không ấy thì có nghĩa là với uh, em ví dụ nhé uh, như là thằng fpt đi này đấy, fpt ha các anh chị thấy em này rút chân rất là đẹp này đấy thì sau khi một cái cây bùng đỏ như thế này à, một cái cây bùng đỏ là như thế này đấy thì phiên ngày hôm sau nó sẽ vẫn còn một cái sự hưng phấn nhất định đến từ cái phiên bùng đỏ ngày hôm trước à, thì sau đó là nó đã kéo lên này kéo lên lại vùng gần 54 này đấy bằng lại cái gần cây giá bùng đỏ ngày hôm qua ấy rồi sau đó nó là bị đạp trở về. thì khi mà chúng ta cảm giác là nên nó, nó bị bán cái vùng này rồi này chúng ta có thể chốt bớt ở đây một phần ha. nhưng mà chốt bớt uh, ví dụ các anh chị có thể mua được 10.000 ở dưới đây rồi này. Thì đấy thì khi mà lên đây này các anh chị thấy hưng phấn quá thì chúng ta phải chốt bớt khoảng 50% hàng. đây chốt bớt uh, 5.000 cổ đi. đấy rồi sau đó khi mà nó cố, uh, khi mà nó điều chỉnh về là những cái vùng thấp như thế này. đấy thì chúng ta lại mua vào thì đấy. thứ nhất là các anh chị vừa vừa có một cái khoản lãi ở trên này chúng ta vừa có thêm có thể lấy lại được cái số lượng hàng chúng ta đã bán ở trên này. Đấy, thì đó là cái sự mà 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 mà, mà cái cái phương pháp mà đánh t không ha. Đấy, thì em cũng muốn chia sẻ cho các anh chị. Rồi thì uh, hôm nay thì là cũng cũng rất là tích cực đối chúng ta. Đấy, thì xong phiên nó đã điều chỉnh tới uh, 937 này. Đấy, tức là giảm uh, gần hơn 6 điểm ấy có đúc gãy giảm hơn 6 điểm. Tuy nhiên thì hôm nay là chắc uh, chắc tạo lập cũng uh, ưu ái cho các chị em phụ nữ ha khi mình uh, kéo là xanh lại cho vào 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 phim buổi chiều đấy thì uh, hôm nay em có một số cái uh, dòng dòng uh, dòng uh, cổ phiếu nó, nó nó tâm điểm trong ngày hôm nay như là hsg này đấy con quỹ hsg này <laughs> đây là cái dòng đầu cơ rất là cao nha các anh chị đây là cái dòng đầu cơ rất là cao thì uh, trong khi mà cái thị trường chúng ta nó đi ngang nó tích lũy thì cái mã này nó đã điều chỉnh trước rồi này đấy nó đã điều chỉnh trước rồi này em cứ nghĩ là nó nó gãy vùng 15 đấy thực tế là ngày hôm qua là nó cũng đã gãy 15 rồi này đấy thì tuy nhiên là cái cái lực cầu của con này thực sự là là rất là khủng khiếp ha các chị thấy là đây là hôm nay là cái cây nến mà nó, nó ăn trọn cả cái cây nến giảm và những cái phiên trước đó này ha đấy thì thực sự cái mã này nó rất là mạnh đấy đây là một cái mã đầu cơ rất là mạnh nha thì thực sự là là em cũng chia sẻ là em cũng đã bị uh, rủ hàng ra khỏi cái phiên phiên uh, này Đấy thì buộc nó phải nó mà gãy tại em đánh theo kỹ thuật nên là buộc mà khi mà 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 gãy cái nền này thì em phải tạm thời em thoát ra thôi Đấy tuy nhiên thì em cũng chưa kịp mua lại ha Cũng thấy ớn ớn quá nên chưa kịp mua lại thì Thì quay sang một cái là là HSG nó nó gần như là phiên ATC nó đánh một cái là gần như là trần luôn rồi này ha Đấy rất là khủng khiếp HSG Rồi ngoài ra có thêm uh, Một số mã khác như là à hôm nay em cũng có uh, khuyến nghị cho các anh chị room Ờ uh, room cộng đồng này đấy. À, vào lúc sáng sớm là 9:30 này, 9:33 đấy, mọi người có thể mua test 20% TCM khi mà nó giá còn đỏ ha. Đấy, khi giá nó còn đỏ này. Đấy, TCM, đấy em sẽ phân tích đến cây của TCM. Ok. Ờ cái TCM này thì em cũng đã có nhắc trong những cái bản tin video trong tuần thì TCM khi mà nó tích lũy cái vùng này, vùng đỉnh của nó ha. Đấy thì cái khối lượng bán ra nó vẫn còn khá là nhiều và các anh chị nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta đu bám vùng này rất là lớn. Đấy cho buộc uh, nhà tội lập họ phải đánh về những cái vùng thấp như thế này. Đấy, buộc họ phải đánh về những cái vùng thấp. À buộc họ phải đánh về những cái vùng thấp uh, để để rũ bỏ những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ra. Đấy thì sau khi mà những cái phim mà nó test cung ở vùng thấp như thế này mà cái lượng cung bán ra không còn này cạn cung này ha thì khi mà dòng tiền nó bắt đầu nó vào lại đấy dòng tiền nó bắt đầu nó vào lại thì nó đánh vượt lên cái vùng nền lại này, ha rồi sau đó là tiếp tục và tiền vào ha đấy thì đến đây đến đây tại sao nó vẫn phải tích lũy đi ngang đấy đến đây tại sao nó vẫn phải tích lũy ở vùng này tiếp theo thứ nhất là em có đánh giá là cái vùng này này đấy cái vùng bên tay cái sườn đỉnh trước của nó bên đây này đấy một lượng lớn nhà đầu tư cũng kẹp hàng bên này ha các anh chị đấy đấy họ lên đây họ lên cái điều mà nó phản ứng và nó tích lũy lại vùng này đấy nó vẫn là rất là tích cực nha chứ không phải là, 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 diễn biến xấu đâu đó thì em nhận thấy là khi những có cái phiên mà nó tiếp tục nó test cung như thế này đấy những cái phiên test cung như thế này nó khối lượng nó cũng đã giảm dần rồi này nó cạn kiệt rồi này ha hay là cái khối lượng bán ra không còn nữa đấy đặc biệt là, là là, khi mà cái vùng đỉnh mà nó cạn kiệt vô như thế này đấy thì lái họ chắc chắn họ sẽ đánh lên tiếp thôi đấy và phiên ngày hôm nay à, thì, thì phiên ngày hôm nay là lái là, 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 họ đã tiếp tục họ đánh lên này vượt cái vùng nền rồi này ha rất là khỏe đối với lại uh, TCM đấy thì uh, trong uh, đây là cái uh, phiên mà gọi là cũng khá là thành công của của RUM chúng ta đấy rồi thì uh, TCM em cũng đã báo trước bên room khách hàng uh, ngày hôm qua rồi đấy thì hôm nay cũng Tại thấy nó cũng sáng phiên nó nó điều chỉnh thì cũng vòng về vùng uh, 23 ba dưới hai ba tám nên em cũng uh, khuyến nghị cho các anh chị rung cộng đồng để chúng ta có thể uh, uh, chia vui cùng với nhau ha rồi ngoài ra có thêm một mã nữa là hôm nay là báo lãi này VB Bank đấy, VB Bank uh, lãi trước thuế gần 9.400 tỷ đồng trong 9 tháng này 92 phần đạt 92% kế hoạch cả năm thì các anh chị có thể xem lại cái bài uh, phân tích uh, VBank của em ở đây đấy, em cũng đã làm khá lâu cái bài này rồi đấy về cái tiềm năng và cái uh, góc nhìn kỹ thuật của em đối với v ha các anh chị có thể xem vào đây của em đấy thì uh, em cũng đã có cho room khách hàng mua rồi này đấy V-ban vùng giá hiện tại hai 1 một này ha đấy target là là hai mươi sáu đến hai mươi đấy ban ok mua đâu đó vùng này này đấy rồi thì hiện tại thì V-ban vẫn đang rất là tích cực thôi các anh chị ừ. thì uh, khả năng là là khi mà cái dòng tiền nó vào lớn như thế này rồi này Đấy, dòng tiền lào lớn ha. Đấy. Thì khả năng là cái target là 26.8 đến 27 hoàn toàn có thể khả thi trong cái những cái giai đoạn sắp tới đấy. Rồi, uh, ngoài ra có một mã cổ phiếu mà cũng có một cái anh trong room uh, cũng bảo em uh, <laughs> uh, phân tích giúp anh đấy thì BID, BID thì uh, hiện tại nó đã phiên ngày hôm nay buổi sáng này ha, nó mở cửa một cái gap down xuống anh thấy ha, mở cửa một cái gap down xuống này. Đấy và chạm ngay cái đường uh, thoát khi mà sau khi mà nó thoát khỏi cái trend line uh, giảm giá về uh, ngắn hạn như thế này ha. Ngắn hạn. Đấy. Thì đây sẽ là những cái đường hỗ trợ nó sẽ quay lại. Đây là những cái đường hỗ trợ của nó thì nó sẽ quay lại nó test này ha. Các anh thấy ha, à, anh có thể thấy ha. Đây nó test một cái này và nó đã bật lên trở lại. Thì sao? Thì mã này vẫn đang rất là tích cực anh ha. Đấy thì chúng ta nếu mà có hàng thì chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ thôi. Đấy thì về trung hạn thì chúng ta có thể xem xét chúng ta đánh bid cũng ok đấy rồi uh, đó là về bid ngoài ra còn mã nào nữa nha uh, à, hôm nay có hbg hbg cũng là một file khá là ngoạn mục này hbg hôm nay đóng cửa cao nhất phiên luôn đấy thực sự là hbg chưa lấp hẳn cái gap này đấy chưa lấp hẳn cái gap này đấy thì tuy nhiên uh, cái lực cầu ở vùng dưới này thực sự rất là khủng khiếp đối với mã của phiếu HPG này cái lực cầu vẫn rất là khủng khiếp ha. Em nghĩ nó sẽ còn tiếp tục đánh lên thôi thì chúng ta cứ nắm giữ dài hạn đối với lại HPG. Chứ chưa có cần phải chứ chưa có cần phải vội mà mà, mà thoát ra ha. Rồi. Ờ, ngoài ra em có thêm dòng đạm cảm à, DCM Đấy để DCM. Thấy chưa? Tốt chưa? Đấy, vùng đỉnh này, đấy sau khi mà tích lũy ở cái vùng này lại ha. Với cái khối lượng vùng đỉnh này rất là thấp này đấy những cái phiên Tết cung rất là thấp, đấy, hầu như cái lượng hàng bán ra không còn nhiều nữa. Đấy thì sau khi mà cái dòng tiền nó đã xác nhận vào này, đấy, nên mà dòng tiền lớn xác nhận vào ha, thì tiếp tục cái mã cổ phiếu DCM này sẽ còn đánh lên nữa. Đấy, thì những cái phiên mà T-T-T2 này, T3 về này, T3, thứ <laughs> nhất là T3 của những cái phiên trước đây, đây T3 của phiên này về bán ra khối lượng không nhiều này, T3 của phiên sau đó bán ra không nhiều đấy thì khả năng nó còn sẽ kéo lên nữa đấy, thì cái target kỳ vọng của em đối với lại uh, uh, đạm cà DCM đấy, phân bón Cà Mau thì có thể sẽ phải lên ít nhất phải là bởi vì <laughs> bởi vì nó còn có cái tin chia thêm cổ tức sáu phần trăm bằng tiền mặt nữa thì khả năng là những cái vùng giá tiếp theo mà có thể công lên được của DCM phải là vùng 14 ha à, vùng 14 rồi Ok thì uh, sơ sơ là uh, phía ngày hôm nay như vậy là, là 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 thành công tốt đẹp. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư uh, trong những video tiếp theo.